Chào quý vị và các bạn, anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì hôm nay em sẽ test giới thiệu đến quý vị con Amly đến từ Nhật, Pioneer AI5. Thì thật sự thì con này hôm trước em có giới thiệu một lần rồi. Hôm nay em ghép lại cùng với đô la Mỹ RLR 82, Pioneer AI5 quý vị, I5, I7, I9. Thì những dòng này thì có cái mức giá rất là hợp lý, và nó cho ra cái chất âm rất là vượt trội so với tầm giá quý vị. Thì em này thì máy tính sao băng quá đẹp đi thôi ha, bên trong đẹp lắm. Nói chung là đẹp cả trong lẫn ngoài hết quý vị, nguyên zin nguyên bản 100%. Con này thì quá tuyệt vời rồi, với cái mức giá chỉ có 1,9 triệu thôi, 1,9 triệu thôi sở hữu con Pioneer AI5. Thì mời quý vị thưởng thức cái chất âm của em nó, rồi sau đó quyết định mua nha quý vị. Đây em ghép với đô la Mỹ mấy chục triệu đây ha, xem cái Amly 1,9 triệu đánh cái loa mấy chục triệu nó như thế nào rồi ha. Rồi quý vị hãy đeo tai nghe vào để thưởng thức nha. Một đoạn quý vị nghe cũng đánh giá được phần nào chất âm của em nó. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn.